Alo alo, xin chào mừng tất cả các anh em đang đến với chương trình khuyến mãi sâu nhất trong năm của Hacom Black Friday. Chương trình được diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 và áp dụng cho tất cả các khách hàng mua hàng online và trực tiếp tại toàn bộ chi nhánh của Hacom. Và trong chương trình khuyến mãi lần này thì Hacom sẽ giảm giá rất sâu những sản phẩm đang hot và hấp dẫn hiện nay như là màn hình, bàn phím cơ hay là chuột không dây. Đầu tiên phải kể đến những mẫu màn hình gaming đang được anh em game thủ rất là săn đón và được giảm giá sâu lên đến 70%. Asus Gundam 2K 170Hz XG279QG, một siêu phẩm Gundam là niềm mơ ước của tất cả các anh game thủ, đang được giảm giá cực sâu, giảm ngay 10 triệu, giá chỉ còn 9.599.000 đồng. Màn hình LG 27GN750B với tấm nền 27 inch IPS và tần số quét là 240Hz, chuyên cho các tựa game bắn súng, đang được giảm giá từ 9.179.000 đồng xuống chỉ còn 2.999.000 đồng. Và nếu các bạn đang cần độ phân giải 2K nhưng vẫn quan tâm đến tần số quét 144Hz thì màn hình HP 27XQ đang được siêu 70% đấy, từ 9.409.000 đồng xuống chỉ còn 2.759.000 đồng. ViewSonic XG2705, chiếc màn hình gaming quốc dân 27 inch với tần số quét 144Hz đang được giảm giá từ 7.149.000 đồng xuống còn 2.759.000 đồng. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc màn hình đa dụng từ gaming cho đến làm việc thì Samsung LF27 đang là sự lựa chọn cực tốt trong dịp Black Friday này, bởi vì được giảm giá lên đến 50%, từ 5.509.000 đồng xuống chỉ còn 2.399.000 đồng. Và cuối cùng sẽ là siêu phẩm màn hình văn phòng HP 19KA đang được giảm giá cực sâu, từ 2.079.000 đồng xuống chỉ còn 779.000 đồng mà thôi. Wow, thật là hấp dẫn đúng không nào? Và ngoài ra thì chúng mình còn có rất nhiều những mẫu màn hình khác đang được giảm giá lên đến 60% nữa nha. Nếu ai là fan của các dòng bàn phím cơ nhưng vẫn ưa thích sự tiện dụng của không dây thì Fico Minala E đang được sale 55% cho tất cả các phiên bản Switch, giảm giá từ 3.999.000 đồng xuống còn 1.799.000 đồng. Và tiếp theo thì sẽ là dòng bàn phím cơ Mistel X8 mà chúng mình đã có những review rất là tốt về chất lượng, cũng được giảm giá lên đến 60% cho cả hai phiên bản màu sắc là xanh đen và trắng xám, từ 2.719.000 đồng xuống còn 1.079.000 đồng. Các bạn sẽ có hai phiên bản Switch để lựa chọn, đó là Red và Blue Switch. Và ngoài ra thì những mẫu bàn phím quốc dân như Razer, Corsair hay Akko cũng được giảm giá lên đến 80%. Trong đó thì Corsair K68 được giảm sâu nhất, từ 2.629.000 đồng xuống chỉ còn 599.000 đồng thôi, sốc không nào. Tiếp theo là Razer Black Widow V3 Tanky LED giảm từ 2.919.000 đồng xuống chỉ còn 1.079.000 đồng. Và cuối cùng đó là Akko 3087 Dragon Ball Z Goku giảm từ 2.329.000 đồng xuống còn 1.019.000 đồng. Dành cho các anh em đang quan tâm đến những mẫu chuột không dây gaming, trong đợt sale Black Friday này, Hacom đang có hàng chục mẫu chuột được sale lên đến 80%. Nhưng nổi bật trong số đó với các anh em game thủ phải kể đến 3 mẫu chuột không dây đồng giá 359.000 đồng. Đó chính là Razer Viper Mini, SteelSeries Sensi 310 và SteelSeries Rival 310. Và ngoài ra, nếu như các bạn yêu thích những nhân vật trong các bộ anime nổi tiếng như là Sogoku hay là Chopper thì đây sẽ là một dịp không thể tốt hơn để các bạn sở hữu những mẫu chuột đến từ Akko đang được sale đồng giá từ 739.000 đồng xuống còn 239.000 đồng. Và tiếp theo sẽ là những mẫu chuột không dây vô cùng mỏng nhẹ và thời trang, đó chính là Microsoft Blue Check Modern Mobile với đầy đủ 3 phiên bản màu sắc là hồng đào, bạc hà và xanh lam, được giảm giá từ 939.000 đồng xuống còn 239.000 đồng. Trong chương trình Black Friday lần này thì không thể không kể đến mẫu chuột không dây quốc dân Fulon L102 Optical Black USB. Giá đã rẻ nay còn rẻ hơn nữa khi được sale sốc, giá chỉ còn 23.000 đồng. Wow, quá là hấp dẫn đúng không nào? Trên đây là những mẫu màn hình, bàn phím cơ và chuột không dây được sale nhiều nhất trong dịp Black Friday lần này của Hacom. Ngoài ra thì chúng mình cũng có rất nhiều những sản phẩm khuyến mãi khác. Các bạn hãy truy cập vào link trang web cũng như là link sự kiện mà mình đã để phần mô tả để tham khảo nhé. Hãy nhanh chân đến với những cơ sở Hacom gần nhất để có thể dinh các sản phẩm ưu đãi này về ngay nhé.